Chào các bác, tôi đang ở trong khu An Mộc Viên ở dưới chân cầu Thanh Trì các bác ạ. Trên này là cái đê này, ở bên dưới là có cái ao đầm ở dưới này, rất là mát và rất nhiều diện tích mênh mông bên này để các anh tài bày cây ở đây. Thì có chia thành những cái lô như này để anh em dưới chơi cây và bày cây và có người trông nom. Và cũng là trung tâm giao dịch của các anh tài về cây cảnh bonsai hội tụ về đây các bác nhé. Thì tôi lần trước tôi có sang chơi một lần rồi, thì cây đẹp rất nhiều, nhưng mà mê cái cây xanh mini, xanh quê, nhưng mà giá nó cũng căng quá, tôi chưa lấy được. Nhưng mà thực sự cây đấy thì nó vô giá, chẳng qua là cái lực mình nó kém thôi. Thì xin phép quay lại một số cái khuôn viên, một số cái điểm ở trong cái khu này, bắt đầu từ cổng vào đấy các bạn nhé, và đi đến tít xung quanh cái đầm này. Rất nhiều cây mà có thể phải ở đây hàng tháng mới quay hết được. Thì xin phép tôi chỉ quay một số cái cây đây vì sang chớp nhoáng buổi trưa để tính là giao dịch cái cây kia, nhưng mà không được. Cây nó là vừa là kỷ niệm và vừa là cái cây rất đẹp, rất hiếm, rất già. Xin phép tôi không quay cây đấy, tôi sẽ quay cái cây ngay cổng vào này, cái cây rất là bắt mắt của bác Đinh Văn Tuấn, có số điện thoại đấy. Rất nhiều anh tài bày cây ở đây vì trong này bên này nó có không gian và có người chăm sóc cũng như nước, cái địa bàn nó rất là hợp để chơi cây, có không gian, nước và có vườn đất rất mênh mông đấy, cây xanh rất đẹp. Ý đá khá là công phu rồi đấy. Thì xin phép là sẽ có những cái buổi mà sang đây chính thức để quay phim các bác ạ. Mình nó rất là mênh mông, hôm nay thú thực là cái tâm lý là không mua được cái cây kia, đâm ra là nó có cái chút buồn đấy. Thì tôi cũng muốn quay lại để các bác biết một cái địa điểm rất là nhiều cây đẹp. Nhiều cái khủng mà những cái chuyên gia hàng đầu ở đây rồi. Alo. Đang ở cầu Thanh Trì có tí việc, tí em lại về giờ. Thế là có chọc được cái quả nào không? Nhất trí, rồi. Đây các bác, nó đa số là những cái cây khá là to và những cây giá trị rất lớn. Thì không gian bày trí là chủ yếu là để cho cây nó khỏe mạnh thôi và để chăm sóc, chứ nó cũng chưa có gạch viết gì cả, thì cứ bày này thôi. Có thể quay phim lên hình nó cũng chưa được nét, nhưng mà thực tế là bên này nó rất là những cái cây rất là giá trị, và tôi cũng chưa biết bắt đầu từ đâu, cứ quay từ đầu đấy. Chủ yếu là xanh rất là nhiều, bên kia có một khu tùng, dưới này là cái đầm nước rất mênh mông này, rồi quên, hình như nó là cái ao đầm bầu gì đấy. Thì bên này thì khá là nổi tiếng rồi, rất nhiều người quay phim bên này rồi. Các anh tài thì ở Hà Nội thì đất chật, thì bày trí ở bên này và nó cũng thành một cái trung tâm giao dịch, có người trông nom chăm sóc. Đấy. Tôi có thích hai cái cây mini, thì một cái cây mà tôi rất là mê lần trước mà sang mà tôi cảm giác mất ăn mất ngủ. Tôi buộc phải mò sang một lần nữa, ít nhất là một lần và rất nhiều lần nữa tôi vẫn sẽ mong muốn có được cái cây đấy. Cây đấy xin phép không quay vì là tôi vừa mới hỏi ở trong đấy rồi. Nó tít ở trong cái kìa, cây của chú Hưng ở trong này. Khuôn viên nó rất là nhiều cái lựa chọn, cái phôi điền, những cái kể cả những cây hoàn thiện đấy. Ví dụ như cái cây như này rất đẹp, bóng đang ấm dần lên rồi, sắp sửa chơi được rồi đấy. Tôi cứ tự ý tôi quay thôi. Còn đây là một cái cây rất là to, có không gian mà các bác quay thì bày cây to đến mấy cũng không bày được hết.
cây xanh rất là đẹp, xanh đại thụ, đại thụ. Đây các bác nhìn, một cây rất là giá trị. Cây này thì phù hợp với đại gia, thực tế là nó rất đẹp. Đại gia phải có không gian các bác, chứ không phải đại gia mà không có đất thì cũng chịu, không có vườn rộng cũng chịu. Cây nó rất là to, cầu nặng nặng. Phép đi qua lướt các bạn, và tôi sẽ quay một cái cây tôi tương đối thích, nhưng mà tôi chưa hỏi giá được vì tôi chưa gặp được chủ. Thứ hai là cái cây cây kia thì tôi sẽ không quay, cái cây mà tôi thích để lần tới chính thức tôi sang được quay, hy vọng là sẽ giao dịch được. Cây xanh Nam Địa rất đẹp, rất đẹp. Trong kia nó còn hoành tráng hơn rất nhiều, rất là nhiều cây đẹp ở trong kia. Nhưng tôi chỉ tôi quan tâm nhiều đến cây mini, có thể như thế này là cỡ cao nhất rồi. Tôi rất thích cái cây này. Vì sao tôi thích cái cây này? Thứ nhất là nó già, cây này thì già thì vô đối và rất sạch sẽ. Các bác chỉ cần lọc những cái cỏ này đi là nó sẽ lộ ra cái chân tướng và cái cốt chậu của nó. Nó rất là mịn sạch, cái sẹo này thì không thành vấn đề. Có điều tôi chỉ còn cần ấm cái bóng ở chỗ này một chút thôi thì nó không là vấn đề lắm. Nhưng mà cốt cán cây này tôi thích, trong cái số những cây nhỏ trong này là tôi thích cây này, thích thôi, chứ còn cây mà muốn mua là cây khác. Cây muốn mua là cây khác, cũng là một cây sinh quê thôi. Cây này cũng là cây sinh quê, các mặt nó đều là rất sạch sẽ, rất sạch sẽ. Đấy. Chỉ có thời gian mới nó mới làm được sạch sẽ như này, chứ các bác đục đẽo lên rời cũng sẽ nhìn rất là lộ. Đây, vạt ra này, các bác cho lên cái khay mỏng, vạt ra thì nhìn nó sẽ lộ ra cái bệ nó rất là rộng, nó xứng với cái tán này, rất đẹp. Tôi thích cái cây này. Đấy là một cái cây thích. Còn những cây khác thì rất đẹp hoặc rất to thì tôi cũng không quan tâm được. Cây này cũng là một cây hay, một cây rất hay. Hồng quang. Đấy, cây xanh Nam Điền ngay trước cổng vào nha các bác nhé. Đối với tán buông cũng rất nghệ thuật, rất rơi, rất nghệ thuật. Già, chân bệ trắng muốt, đây có cái tử đây. Đấy, rất nắng các bạn, hôm nay nắng lắm. Đây chỉ là cái lối cổng vào thôi các bác nhé, còn ở bên trong bên kia và đi vòng quanh cái hồ này, toàn cây là cây thôi, cây rất giá trị. Đấy. Đây là những cái cây to và bên này nữa này. Nói chung là đi vòng quanh cái đầm này, đi vòng quanh cái đầm này, xe tôi để đây rất năng. Một cây xanh của Dũng Miến Nga. Thôi được rồi, cảm ơn các bác nhé. Xin phép vì tôi không quay chi tiết được. Có nghĩa là đây là một địa chỉ mà các bác đến giao dịch các thứ là, hoặc là chơi cây hoặc là gửi cây thuê đất rất là ok, có người chăm sóc, chi phí rất là rẻ thôi.
Đấy. Xin phép các bác nhé, tôi phải về có chút việc, vừa có người gọi rồi. Hẹn gặp lại các bác ngày gần đây nhất ở trong An Mục Viên nhé. Về cái xanh này mệt.